Vâng, anh Quang bên Hà Nội anh lấy cho mình một con đẩy liền vang X7 DAC bản Gold Limited, và anh được tặng bộ mic VK321 đi kèm. Và anh rất là đặc biệt, anh mua con đẩy X7 liền vang DAC X7, anh thổi kèn saxophone rất hay, thích hợp rất là tuyệt vời, vì nó đầu giải mã X7 DAC trên con đẩy X7 này nó xử lý nhạc rất là chi tiết, thì các bác có thể lắng nghe cái nhạc saxophone thổi rất là hay, rất là mềm mại mượt mà. Các bác cùng cảm nhận các nốt nhạc trên kèn saxophone của anh Quang thì rất là trầm bổng, nghe rất là du dương. Thì hiện tại con đẩy liền vang DAC7 bản Gold Limited này thì các bác mua thì các bác sẽ được tặng một bộ mic Hewitt VK31 đi kèm trị giá 3 triệu đồng, rất là ưu tiên cho cái mẫu đẩy liền vang DAC7 bản mặt Gold. Test xong thì bên em bày vào cái góc tủ của anh Quang rất là đẹp, và anh đang chơi đi tia tông đó, rất là đẹp và sang trọng các bạn, ghép rất là dễ phối ghép với các bạn loa, với con đẩy liền vang DAC7 bản Gold Limited.